Du thuyền này có đầy đủ tiện nghi như một khách sạn thu nhỏ để phục vụ du khách. Khởi hành từ Cần Thơ, điểm đến là nước bạn Campuchia, hay tour nội địa là thành phố Châu Đốc của tỉnh An Giang. Du khách có 4 ngày 3 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm để tham quan trải nghiệm văn hóa dùng sông nước. Khách mà đi đặt cái tour trên sông á, họ rất là thích những cái trải nghiệm đặc biệt đó. Và khách rất là thích, cho nên là mình thấy cái tiềm năng mà phát triển du lịch trên sông là rất là thuận lợi cho Cần Thơ. Cần Thơ có nhiều địa danh nổi tiếng gắn với du lịch sông nước như chợ nổi Cái Răng, vườn keng trái ở huyện Phong Điền, Cù Lao Tân Lộc, Cồn Sơn. Năm 2022, tổng lượng du khách đạt gần 5.200.000 lượt, trong đó khách tham quan trải nghiệm bằng đường thủy chiếm số lượng khá lớn. Chợ Cái Răng rất là nổi tiếng, nhưng mà lần đầu tiên thì em đi cảm giác rất là tuyệt vời. Em ở Bình Thuận đến đây cùng mọi người, nhưng mà đi trong đoàn thì có bạn ở Hậu Giang đây dẫn đi rồi. Đi bằng ghe xuồng thì cảm thấy thích hơn là đi trên xe. Nếu mà đi xe thì thông thường quá rồi, bây giờ mình đi xuồng trở lại văn giả hơn. Cần Thơ là đô thị sinh thái du lịch nghỉ dưỡng đặc trưng sông nước miệt vườn. Việc khai thác thế mạnh sông nước là hướng đi chính của địa phương. Tiềm năng đã có, nhưng quan trọng là làm sao có thêm nhiều dịch vụ phụ trợ để tăng tính trải nghiệm, tạo bản sắc riêng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chúng tôi cũng sẽ nỗ lực cố gắng phối hợp cùng các sở ban ngành để tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố trình với Hội đồng dân để xây dựng được cái nghị quyết về du lịch nông nghiệp đường sông, để làm sao phát huy được cái lợi thế của địa phương mình. Phân khúc khách hàng mà Cần Thơ đang hướng tới cho du lịch đường sông là khách quốc tế. Riêng nội địa sẽ nỗ lực thu hút khách từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh miền Trung. Hiện tàu du lịch trên địa bàn đang có sự đa dạng về chủng loại và nhiều về số lượng. Sự ra đời của các tuyến du lịch đường sông đã góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng của vùng đất Tây Đô.